Hyundai Grand 10 2022, Hyundai Kona 2022 và Toyota Camry phiên bản Hybrid 2022 là những mẫu xe có thể sẽ cập bến ở tại thị trường Việt Nam trong năm 2021. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem ba mẫu xe này có gì nổi bật và đáng chú ý so với các đối thủ, và liệu những phiên bản mới có thể thay đổi được cục diện bên trong phân khúc này hay không. Mình sẽ đưa ra những nhận định cá nhân và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với bản tin số 45 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Hơn một năm trở lại gần đây thì chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của các mẫu xe mới đóng vai trò như những thế lực nổi dậy làm xáo trộn thị trường vốn dĩ đã tuân theo quy luật trước đó. Cụ thể với những mẫu xe mới chỉ ra mắt cách đây không lâu, ví dụ như là VinFast Fadil, Lux A2.0 hay là Kia Seltos đã sớm gặt được những quả ngọt và đẩy các đối thủ của mình vào tình thế buộc phải thay đổi hoặc là chết. Chính vì vậy mà cả ba mẫu xe đó là i10 2022, Hyundai Kona 2022 và Toyota Camry phiên bản Hybrid 2022 là những mẫu xe chỉ mới ra mắt tại các thị trường nước bạn cách đây không lâu, nhưng cũng đã được các đơn vị phân phối dục dịch chuẩn bị đưa về thị trường Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những phương án chữa cháy kịp thời để giúp cho các mẫu xe trên không bị đánh mất đi thị phần trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình trong cuộc đua giải hơi sắp tới. Chỉ mới sau 2 quý của năm 2021 thôi nhưng mẫu xe của Việt Nam đã bỏ xa đối thủ Hàn Quốc lên tới 3.800 xe. Cụ thể VinFast Fadil bán được 10.127 xe, còn Hyundai Grand i10 chỉ vẹn với doanh số là 6.347 xe. Vì vậy tôi cho rằng Hyundai Grand 10 2022 là mẫu xe xứng đáng được ưu tiên ra mắt sớm vào thời điểm cuối năm nay để giành lại thị phần trước đối thủ VinFast Fadil. Với thiết kế nội ngoại thất hoàn toàn mới và có đôi chút ảnh hưởng từ người đàn anh Hyundai Elantra, từ phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt và hốc hút gió đi kèm với đèn sương mù. Bên cạnh đó, cụm đèn chiếu sáng sử dụng dạng LED projector cũng là ưu điểm vượt trội so với thủ VinFast Fadil ở phần ngoại thất xe. Theo thông tin đến từ các trang báo nước ngoài thì Hyundai Grand 10 2022 có thể sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói, sạc điện thoại không dây và đặc biệt được trang bị thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Do vậy thì sau khi cập bến ở tại thị trường Việt Nam, những chức năng đó có bị nhà phân phối cắt bớt đi hay không? Để có câu trả lời chính xác nhất, chúng ta vẫn phải chờ đợi ngày ra mắt thực tế của mẫu xe này. Cũng theo nhiều nguồn tin khác nhau thì cho rằng là Hyundai Grand 10 2022 sẽ vẫn được trang bị khối động cơ Kappa 1.2 và 1.0 lít giống với thế hệ hiện tại. Bên cạnh đó thì mẫu xe này cũng sẽ không có nhiều nâng cấp về mặt công nghệ an toàn đáng chú ý giống như đối thủ VinFast Fadil. Đây cũng sẽ là một trong những điểm yếu rõ rệt trên phiên bản mới. Cá nhân tôi cho rằng sự thay đổi này chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi, bởi vì ngoài thiết kế diện mạo mới, nội thất được trang hoàng lại thì khả năng vận hành lại không có những sự thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh đó, những tính năng công nghệ an toàn cũng không được nâng cấp gì thêm cả. Tuy vậy thì nếu như Hyundai Grand 10 2022 giữ nguyên mức giá bán hiện tại thì mình cho rằng là mẫu xe này vẫn có nhiều cơ hội to lớn để cạnh tranh được với đối thủ VinFast Fadil. Còn nếu như nhà phân phối cố tình tăng giá bán thì có lẽ mẫu xe này sẽ rơi vào tình cảnh chết yểu trong cuộc cạnh tranh gay gắt với đối thủ đến từ thương hiệu Việt. Giống như người đàn em Hyundai i10 thì Hyundai Kona đã từng là một trong những cái tên làm mưa làm gió trong phân khúc crossover 5 chỗ ngồi ở tại thị trường Việt Nam, lật đổ ông vua không ngai Ford EcoSport, một trong những mẫu xe đã từng khai phá ra phân khúc crossover ở tại thị trường Việt Nam. Đúng vào tầm này năm trước thì Hyundai Kona vẫn là một trong những cái tên dẫn đầu nhóm xe gầm cao đô thị có doanh số lên tới 7.853 xe. Thế nhưng chỉ sau 6 tháng của năm 2021 thôi thì tình thế bây giờ đã thay đổi rồi. Hai mẫu xe mới ra mắt là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross tăng trưởng mạnh với doanh số lần lượt là 7.209 xe và 5.659 xe. Trong khi đó, Hyundai Kona sụt giảm doanh số lên tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bán được là 2.200 xe, rơi xuống vị trí thứ 3. Nhận thấy tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy thì Hyundai thành công quyết tâm phải đưa Kona 2022 phiên bản nâng cấp ra vòng đời về thị trường Việt Nam sớm nhất có thể, với mục đích không để thị phần ở trong phân khúc này bị suy giảm một cách nghiêm trọng như vậy nữa. Chính vì vậy mà đây có thể coi là một trong những sự thay đổi có thể làm xáo trộn cục diện ở bảng xếp hạng trong thời gian sắp tới. Với ngoại hình thiết kế thể thao trẻ trung hiện đại, cá nhân mình cho rằng Hyundai Kona 2022 sẽ chiếm được rất nhiều tình cảm ban đầu của những khách hàng Việt. Bên cạnh đó, với hệ thống an toàn thông minh SmartSense được nâng cấp trên phiên bản mới,
Vũ khí này sẽ giúp cho Hyundai Kona 2022 lấn lướt hơn khá nhiều so với đối thủ Kia Seltos và có nhiều công nghệ thông minh sánh ngang với những mẫu xe crossover hạng C như Toyota Corolla Cross. Dẫu vậy thì mình cho rằng Kona 2022 sẽ vẫn được sử dụng khối động cơ 2.0 lít và 1.6 turbo, bởi vì nếu như nâng cấp lên thành khối động cơ Smart Trim giống với phiên bản ở tại Hàn Quốc thì có lẽ giá bán sẽ tăng lên rất cao và từ đó sẽ khó lòng để cạnh tranh được với các đối thủ. Hy vọng về thị trường Việt Nam thì giao diện và những tính năng ở trên phiên bản mới được ra mắt ở tại thị trường Hàn Quốc không có quá nhiều những sự thay đổi. Lúc ấy thì mình mới cho rằng là mẫu xe này thực sự mới nổi bật và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là với Kia Seltos. Đã có những thông tin rò rỉ về phiên bản nâng cấp Toyota Camry 2022 sẽ sớm cập bến tại thị trường Việt Nam trong năm nay. Đi cùng với đó là phiên bản Hybrid 2.5 lít HP sau thành công của Toyota Corolla Cross với tùy chọn động cơ xăng lai điện 1.8 HP. Tại Thái Lan thì Toyota Camry 2.5 lít HP được trang bị khối động cơ xăng 2.5 lít kết hợp với động cơ điện sản sinh ra công suất khoảng 208 mã lực. Xe sử dụng hộp số vô cấp ECVT, khác với hai model Camry 2.0G và 2.5Q trang bị hộp số tự động 6 cấp đang bán tại thị trường Việt Nam. Ngoài khả năng vận hành rất đáng chú ý ở trên phiên bản Hybrid thì Toyota Camry còn có khả năng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân hạng như là Mazda 6, Honda Accord và đặc biệt là VinFast Lux A 2.0. Về phần diện mạo thì mình cho rằng là Toyota Camry xứng đáng được đặt ở vị trí anh cả trong suốt quãng thời gian dài có mặt ở tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nếu để xét về những trang bị an toàn, tiện ích giải trí, công nghệ thông minh và thậm chí là khả năng vận hành thì mẫu xe này vẫn chưa có nhiều điểm nổi bật so với các đối thủ ở những phiên bản thế hệ trước đó. Tuy nhiên, với những nâng cấp cho thế hệ mới, đặc biệt là có thêm phiên bản sử dụng động cơ hybrid xăng lai điện, cá nhân mình cho rằng đây sẽ là một trong những vũ khí đặc biệt để đánh vào đòn tâm lý của khách hàng Việt, giống như cái cách mà Toyota đã từng marketing thành công cho mẫu xe Corolla Cross. Tức là Toyota Corolla Cross chủ yếu bán phiên bản máy xăng 1.8V nhưng phiên bản 1.8 HP lại là chim mồi cho những chiến dịch truyền thông của hãng. Và cá nhân mình nhận định rằng là phiên bản Toyota Camry Hybrid này sẽ tạo ra những cái tín hiệu rất tích cực cho hãng xe Nhật Bản trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, kết quả cũng sẽ không thành công vang dội như mẫu xe Corolla Cross được. Lý do là bởi vì trong phân khúc xe sedan dưới 1 tỷ đang có một VinFast Lux A 2.0 sở hữu khối động cơ, hộp số, nền tảng khung ngầm của BMW và hệ thống dẫn động cầu sau. Và được định vị là xe sedan nằm trong phân khúc hạng E nhưng lại có mức giá bán của xe hạng D, thậm chí là hạng C. Và với những lý do trên thì cá nhân mình cho rằng là Toyota Camry phiên bản 2022 vẫn chưa thể vượt qua được đối thủ trong thời gian sắp tới. Nhưng để nói về cuộc đua dài hơi thì mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản vẫn có nhiều cơ hội to lớn để vượt qua được đối thủ. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 45 của Auto Việt Nam. Các bạn có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng chia sẻ comment ở phần phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.